hút các nước đúng không? Không. Hút chéo tí. Phê nước đủ. Để vào đây tí thì bóc rồi ăn. Ăn mà phê. Đây là nước đủ no. Cái nước đủ. Chúng mình dã một mồm đấy, cho vào nhà ấy. Hồ, đã xong. Khế hồng chuối. Trong muối ớt. À, đưa dã cho. À, làm mình thử xem nào. Món này nó phải kẹp mấy thứ vào ăn đầy đủ. Mười hồng chuối. Từ từ đã xếp xong đâu. Cái hồng chuối ăn đủ. Anh cứ thấy thiếu cái gì? Cấm lại phê. Mời tất cả anh em nhé. Vừa chua. Nên cho trộn thế. Vừa chua vừa chát. Vừa đắng đắng. Ngon. Mời em nhé. Ngon. Ngon nữa. Cái này không? Ăn đi. Đu đủ. Lạc đu đủ. Mắc phê luôn. Quá khứ ua về. Quá khứ ua về. Giờ làm gì mà món này mà ăn? Đời. Có cứ đấy. Ăn được hết đĩa này không cô? Không biết được. Nó tí nó nữa. Chát. Chát. Xong rồi. Nói vào. Khế hồng chuối. Món này được gọi là món gì? Món khế hồng chuối. Về căn bản thì rất là ngon. Vừa chua. Chua của khế này. Chát của hồng này. Chát chát của chuối này. Hồng thì hơi ngọt ngọt. Chua chua. Lá đu đủ thì rất đắng. Em không phải cắm đu đủ nữa. Mày lấy kia mà hút. Cắm đu đủ hút ha. Anh em lấy chưa? Lưng chậu chưa? Rất dài. Rất dài.
Ừ. Chuyển sang quần à? Ăn cái cẫm ăn ra gì? Ngon lắm. Ngon hơn là. Nào đưa anh thử cái này. Những bé bé nữa nó rất phê. Ừ. Cái này mình có nhiều. Hử? Nhiều gì? Nhiều chua vào. Xịt răng. Quấn bỏ cái này đi trong rồi. Tước bỏ cái này đi xong. Chơi cả tàu. Chơi cả tàu. Thì mày xanh ăn ghê nhỉ. Trời. Thử ăn, ăn không nhưng mà. Ừ. Ăn này. Bóc bỏ vỏ đi. Ăn không đắng đâu. Mày ăn không xem đắng không? Vỏ em. Không đắng bỏ mẹ lên. Bình thường. Mày chắc thử mỗi cưng. Nhưng mà ăn cùng được thế chua này. Họ phải làm một miếng thật là to. Ăn cùng thế chua này không? Là to. Miếng thế to này. Ba này, hai miếng chuối này, thế hơn một chuối này, được rồi, thêm tí khế nữa, chua một tí cộng, sù sù, hút cộng đủ đủ cho phê hả? Các bạn thấy kích thích không? Rất dài. Vai chiều. Làm miếng to. Sạn tao ạ. Sạn á? Ông rửa ông sạch rồi. Mời vãi từ lúc ông vãi ông vãi hơn cả đấy rồi, cẩn trọng rồi đấy. Mấy cái này mà ăn riêng ra không chống nổi, mà ăn chung rất là ngon. Phê bốn thứ. Phê là ư. Khế chua, chuối xanh, hồng ương ương với lại lá đu đủ. Chấm nước điếu. Chấm nước điếu không nào, anh cho mình hút cần nhé. Cần 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 gần đấy, không cần xa. Không thích cay lắm nhỉ. Giá ra ta không có thêm. Cho nó chua. Ừ. Xem cái này tốn nước bọt lắm. Giờ còn cay nữa. Mấy hương vị hòa quyện nó đắng cay mặn ngọt trên đời.
nếm đủ mọi đắng cay. Nhiều đắng cay quá là nó lại thành ngọt. Đắng cay chua. Cam nữa. Đúng vậy. Có hai món thứ. Chảy nước mắt chưa? Nhai đến cái con đu đủ với lá đu đủ cuối đáng mắt. Nó không nhai quệ vào nhau. Anh phải ăn thêm vài cái hạt này nó hạt ớt vào. Cái này nó cay. Nói chung là được. Phê đấy. Anh em có món gì cứ inbox anh em, chúng tôi sẽ làm nhé. Chứ là xoan với nước điếu. Hôm trước có khán giả bảo là luộc lá xoan lên chấm với nước điếu. Trừ cứt với lá xoan, nước điếu thêm, bây giờ thêm với nước điếu. Không ăn được, mấy cái thằng không ăn được. Hôm sau ăn giải mít. Đi quýt trộn giải mít để ăn. Chả có chế mít nhỉ. Chế mít cái gì? Các ngày càng bận. Cứ học bận ở ngành rồi. Học thì không chịu đi học. Ăn cuối kia ngon á. Chắc của mẹ ạ. Không. Anh cũng gần hết đĩa. Gắng làm luôn, tài nhiều nữa. Mày gì thì ăn cơm nước đủ à? Này, lấy cái bật lửa cho lên mà hút. Phê lắm. Này cho ăn cơm nữa này. Cho